mỗi khi chúng tôi cảm thấy buồn chán và quyết định xem mẹ đang làm gì. Chào mẹ, mẹ trông thật mệt mỏi. Vâng, bạn đã đúng. Tôi đã nấu quá lâu và bây giờ tôi quá mệt mỏi để đi mua hàng gia dụng. Mẹ đừng lo lắng, chúng con sẽ giúp mẹ với niềm vui. Hôm nay chúng ta sẽ đến cửa hàng đồ gia dụng. Và tôi. Buy a full version of the game with bonuses and without ads. Chọn tâm trạng của Nikita cho ngày hôm nay, bạn sẽ chọn gì? Nikita trợ giúp hay if you want to buy a full version of the. Chúng ta có 5 thứ trong danh sách. Chỉ mua những thứ mà chúng ta cần. Một buổi mua sắm hiệu quả. Chỉ mua cái son. Tôi có một phụ tá giỏi. Nhanh bột giặt. Cốc màu cam. Nhanh cốc màu hồng. Bọt biển tắm màu xanh dương. Bọt biển tắm màu xanh dương. Bọt biển tắm màu xanh dương. Quan trọng nhất là không được quên bất cứ thứ gì. Tôi có một phụ tá giỏi. Danh sách ở đâu? Chảo màu đỏ. Flat có một sản phẩm, hai sản phẩm, ba sản phẩm, bốn sản phẩm, năm sản phẩm. Bạn đã mua mọi thứ mà tôi đã yêu cầu. Chúc mừng. Điểm vui chơi nào bạn muốn đến hôm nay? Hurra! If you want to buy a... Yeah! Yeah! If you want to buy a... Yeah! Yeah! Chúng ta chúng tôi thích nó và muốn nhiều hơn nữa. If you want to buy. Bạn cần phải đặt tất cả hàng hóa đến đúng vị trí của chúng. Di chuyển hàng hóa đến nơi của chúng. Nhấn vào cánh cửa để mở nó. Nhấn vào cánh cửa để đóng nó. Thank you.
Cảm ơn bạn. Who ordered a hot tasty pizza? Tôi muốn. Vào tôi. Tap any available pizza margherita. Tôi muốn. Vào tôi. Chọn tâm trạng của Nikita cho ngày hôm nay. Bạn sẽ chọn gì? Nikita trợ giúp hay Nikita? Chúng ta có 5 thứ trong danh sách. Chỉ mua những thứ mà chúng ta cần. Sausages. Tốt. Nhanh lên. Siro cây thích. Bạn là nhất. Tôi có một cụ tá giỏi. Use mozzarella. Chúng ta có cần cái này không? Tôi có một cụ tá giỏi. Cà tím. Bỏ ra những thứ chúng ta không cần. Basil leaves. Sweet pepper. Bạn là nhất. Trái chuối. Có một sản phẩm, hai sản phẩm, ba sản phẩm, bốn sản phẩm, năm sản phẩm. Bạn đã mua mọi thứ mà tôi đã yêu cầu. Chúc mừng. Điểm vui chơi nào bạn muốn đến hôm nay? Yeah! Vào tôi! Chúng ta có rất nhiều niềm vui. Chúng tôi thích nó và muốn nhiều hơn nữa. If you want to buy a full version.